À, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay đã lâu rồi chúng ta quay lại với cái video về món đồ chơi Domino này. Hôm nay thì trong cái món đồ chơi Domino này sẽ có một cái điều gì mới lạ cho các bạn. À, thực sự thì món đồ chơi Domino này các bạn đã quá quen thuộc rồi đúng không ạ? Nghĩa là cái lượng hàng của bên mình thực sự là cung cấp cho các bạn rất nhiều. Các bạn cũng cảm thấy rất là thích thú với cái món đồ chơi này. À, cùng với cả cái món đồ chơi này thì gần đây mình có những cái món đồ chơi tương tự, gọi là hấp dẫn, độ hấp dẫn không kém về món đồ chơi Domino này. Có thể nói đến đó là cái món đồ chơi khóa khủng minh này. Các bạn đã nhìn thấy nó chưa ạ? Khóa khủng minh. Mình có rất nhiều mẫu, rất nhiều mẫu khóa. Và đương nhiên rồi, cái khóa khổng minh này thực sự sẽ vô cùng tuyệt vời đối với cả những bạn. Tất nhiên các bạn sẽ rất nhiều bạn sẽ mong muốn có được cả hai món đồ chơi này. Thì các bạn sẽ cái video này, với cái video này thì các bạn sẽ biết được thông tin gì ạ? Thứ nhất là nếu các bạn mua 3 bộ Domino như này, đúng không? Các bạn sẽ được tặng một cái khóa hồng minh bất kỳ, một cái món quà khóa hồng minh bất kỳ. Đây là mình có 8 cái bộ khóa hồng minh, các bạn có thể xem cái link bên dưới nhé, cái link ở phía bên dưới phần xem thêm ấy, nó sẽ có 8 mẫu khóa hồng minh và vẫn tiếp tục update thêm. Ngoài ra với 3 cái bộ Domino này thì các bạn sẽ một bộ Domino này các bạn phải trả 120.000, nhưng với 3 bộ Domino các bạn chỉ cần trả 300.000 cho 3 bộ, nghĩa là sẽ giảm 20.000 mỗi bộ. Ngoài ra sẽ được tặng thêm một cái khóa không minh. Cái bộ khóa không minh này đương nhiên là sẽ do bên shop sẽ tặng kèm bất kỳ. Ngoài ra thì cái cách thứ hai đó chính là nếu các bạn mua một bộ khóa không minh như, một cái bộ Domino như thế này. Đương nhiên một bộ Domino này sẽ có giá 120.000. Các bạn chỉ cần bỏ thêm 30.000 nữa. Giá của bộ khóa không minh hiện tại đang là 70.000 một một bộ khóa không minh như thế này. Có một số loại sẽ đắt hơn, giá sẽ thay đổi, nhưng là thấp nhất của chúng tôi hiện tại đang là 70.000 bộ khóa không minh như thế này. Thì hiện tại với khi các bạn mua 2 bộ liên tục kèm nhau như thế này, ví dụ như này, các bạn chỉ cần trả một cái giá đó là 150.000, 150.000 cho 2 bộ này, nghe tương đương với việc là các bạn chỉ mua bộ khóa của mình với giá 30.000 đồng, nghĩa là rất là rẻ. Bởi vì trong cái thời điểm này chúng tôi đang khuyến khích phổ cập, muốn cho nhiều người biết hơn đến cái khóa của mình.